Làm thế nào anh chị có thể úm được một đàn gà, đàn vịt đẹp ngay cả khi anh chị gặp bất lợi về điều kiện thời tiết khí hậu? Hello, hello, xin chào anh chị và các bạn. Tôi là bác sĩ Thu Y Vũ Hùng, chuyên gia trong lĩnh vực chăn nuôi và thú y, với sứ mệnh giúp cho hàng triệu bà con chăn nuôi có được cuộc sống tự do, ấm no và hạnh phúc. Thì hôm nay tôi lại tiếp tục làm cái video clip chia sẻ với các anh chị cái bí quyết làm thế nào để anh chị có thể úm được cái đàn gà, đàn vịt của anh chị đẹp ngay cả khi các anh chị gặp bất lợi về điều kiện thời tiết khí hậu. Có rất nhiều bà con chăn nuôi gọi điện hỏi tôi rằng là xin bác sĩ cho tôi biết làm thế nào để tôi có thể úm được một cái đàn gà, đàn vịt cho nó đẹp. Thì hôm nay chia sẻ bật mí với anh chị một số những cái bí quyết mà anh chị có thể úm được cái đàn gà, đàn vịt của mình đẹp, tránh cái hiện tượng khô chân, tránh cái hiện tượng thương hàn, tránh hiện tượng bị E. coli. Và thì như các anh chị đã biết thì cái đàn gà, đàn vịt khi mới bắt về thì một yếu tố vô cùng quan trọng đó chính là cái nhiệt độ úm. Và nhiệt độ úm là một cái điều tiên quyết giúp các anh chị có thể quyết định được cái đàn gà úm, đàn vịt úm của anh chị đẹp hay là xấu, đúng không? Đấy, thì có rất nhiều cái cách mà anh chị cung cấp nhiệt cho cái đàn gà, đàn vịt. Có thể anh cung cấp bằng cái lò úm, có thể cung cấp bằng điện, có thể người úm bằng ga. Cái việc đó thì nó tùy vào cái điều kiện của từng người. Tuy nhiên tôi khuyến cáo các anh chị là hãy sử dụng những cái nguồn nhiệt có tính ổn định về mặt nhiệt độ, tránh cái tình trạng mà lúc nóng quá, lúc lạnh quá. Thì như các anh chị đã biết thì cái trung tâm điều hòa thân nhiệt của cái con gà con vịt con ấy nó chưa ổn định. Chính vì vậy nếu như mà cái nhiệt độ trong cái quây úm của anh chị mà liên tục bị biến đổi thì cái đàn vịt, đàn gà nó rất dễ bị stress, dẫn tới khi mà bị stress lâu thì dẫn tới bị sinh bệnh, đúng không ạ? Vâng, bởi vì là cái trung tâm điều hòa thân nhiệt nó chưa ổn định, chính vậy mà rất dễ bị ảnh hưởng, đúng không ạ? Vâng, đấy. Cái thứ hai nữa là anh chị chắc chắn phải sử dụng cho tôi một số các cái sản phẩm thuốc kháng sinh để anh chị phòng bệnh ngay từ khi các anh chị bắt vịt con, gà con về. Tuy nhiên trong cái thời lượng nó ngắn như này tôi không thể chia sẻ hết cho các anh chị cái quy trình đầy đủ được. Đấy, và hôm nay muốn chia sẻ với anh chị một cái sản phẩm vô cùng là hiệu quả giúp các anh chị thành công trong cái giai đoạn úm gà con, vịt con. Và một số các cái khách hàng của tôi ở các tỉnh thì đã nói với tôi rằng là rất cảm ơn bác sĩ vì công ty của bác sĩ đã có cái sản phẩm vô cùng tuyệt vời cho chúng tôi. Các anh các chị có biết đó là sản phẩm gì không ạ? Vâng, xin thưa các anh chị, đó chính là cái sản phẩm có tên là Bedone. Bedone đây là một sản phẩm vô cùng tuyệt vời mà một số người, một số trang trại lớn ví được như là thần dược. Vâng, đây ví được như là thần dược để giúp cái bí quyết giúp các anh chị chăn nuôi thành công nó chính ở cái sản phẩm có tên là Bedone. Vâng, sản phẩm của công ty chúng tôi thì đã đạt chuẩn GMP quốc tế. Dạ vâng, đây là một sản phẩm được chiết xuất 35% nấm men và nó được chiết xuất từ vách của cái tế bào Saccharomyces. Đây là cái sản phẩm rất là cao đạm, rất là giàu năng lượng, rất là giàu protein, giúp cho cái đàn vật nuôi của các anh chị có thể phòng được cái khô chân, phòng được cái bệnh đường tiêu hóa. Vâng, và đặc biệt là trong cái hệ tá dược đầy đủ các cái thảo dược giúp cho cái đàn gà úm, đàn vịt úm nhanh tiêu lòng đỏ. Vâng, và đặc biệt cái sản phẩm này nó giúp cho cái pH đường ruột nó hạ xuống dưới 3,5. Mà ở trong cái đường pH, trong cái khoảng pH này thì những cái vi khuẩn có hại không thể sinh sôi phát triển được. Chính vậy nó tránh được cái bệnh thương hàn. Và đặc biệt khi uống cái sản phẩm này vào những cái ngày mà làm vaccine, anh chị lên sử dụng cho tôi 1cc này cho 3 đến 5 lít nước anh chị cho úm vào sau khi các anh chị tiêm vaccine hay các anh chị làm vaccine, thì nó tăng cường cái khả năng đáp ứng miễn dịch. Đặc biệt trong cái sản phẩm này có cái kháng thể IgG. Ngoài cái kháng thể từ mẹ truyền cho cái gà con qua vịt con qua phôi trứng thì đây là cái sản phẩm có thể cung cấp được cái kháng thể IgG cho cái đàn vịt con, đàn gà con của anh chị, giúp tăng cường cái sức đề kháng, chống lại tất cả các cái yếu tố gây bệnh ở ngoài. Vâng, và đây là một cái sản phẩm vô cùng tuyệt vời, nó có thể diệt được cái E. coli trong nước, diệt được những cái coliform trong nước, giúp nó có thể khống chế được một số các cái bệnh gây hại cho cái đàn vịt con, gà con của các anh các chị. Và đặc biệt sản phẩm này nó có tác dụng giải độc cấp và tăng lực nhanh, giúp đàn vịt của anh chị ổn định được cái đường tiêu hóa cũng như là khống chế được một số các bệnh hen, ký trùng, thế rồi cầu trùng. Vâng, nếu như đàn vịt của anh chị đang có
khó khăn về cái trong giai đoạn úm thì hãy liên hệ với tôi theo số điện thoại là 0979 407374. Tôi sẽ giúp các anh chị một quy trình phòng bệnh đầy đủ. Vâng, nếu như anh chị thấy video clip của tôi hay và ý nghĩa thì hãy chia sẻ và hãy đăng ký kênh YouTube của tôi để có thể đón nhận được nhiều những cái video giá trị hơn nữa. Xin trân trọng cảm ơn các anh các chị. Xin chào và hẹn gặp lại trong cái video clip tiếp theo của tôi. Xin trân trọng cảm ơn các anh chị.